Tiếp theo chương trình ngày hôm nay xin được tư vấn câu hỏi đến từ khán giả Trần Quốc Bình, số điện thoại 0353 và 3 số cuối là 396 ở Nghĩa Hưng, Nam Định có hỏi. Hỏi thuốc Sapolin có ghi là thuốc diệt cá tạp, tạo màu nước và kích thích cho tôm lột với liều từ 5 đến 10 kg trên 1.000 mét khối nước để kích thích cho tôm lột thì dùng cho tôm thẻ chân trắng để lột có được hay không? Anh Bình thân mến, với thắc mắc này của anh, thạc sĩ Nguyễn Thị Hà đã tư vấn như sau. Vâng, xin chào khán giả, xin chào bà con. Với cái việc mà nuôi tôm thẻ chân trắng thì cái việc mà tôm lột vỏ đúng theo cái quy trình ấy thì đấy là một cái thể hiện cái việc mà tôm tăng trưởng theo đúng cái tốc độ sinh trưởng và phát triển của mình. Thông thường ấy thì cái giai đoạn từ từ cái giai đoạn ấu trùng ấy cho đến khi mà xuất là post 15 ấy thì thường là cứ 30 đến 40 giờ thì nó lột xác một lần ở cái nhiệt độ 28 độ C. Nhưng khi ra ngoài ao rồi thì phụ thuộc vào các cái độ mà cái khoáng, độ kiềm và một số các cái vi lượng ở trong ao mà có thể là tôm sẽ khoảng độ 15 ngày sẽ lột xác một lần. Thường thì đấy là tôm phát triển bình thường. Như thông thường thì đối với ở ngoài ao thì thường có thể là do thiếu kiềm này, thiếu một số các cái khoáng này, các cái khoáng vi lượng, chính vì vậy mà có thể là kéo dài cái thời gian lột xác của tôm, mà chúng ta thường dùng cái Sapolin để mà kích thích tôm lột vỏ. Cái Sapolin này là cái thuốc diệt cá tạp và nó chỉ diệt các cái động vật mà mang máu đỏ thôi, còn tôm là chúng ta là mang máu xanh, nó có thành phần là đồng. Chính vì vậy mà cái liều lượng dùng như vậy là nó không gây ảnh hưởng, không gây chết đến tôm. Và khán giả cũng có thể sử dụng nếu như thấy rằng là trường hợp mà tôm thẻ chân trắng của mình nó chậm lột xác theo như cái quy định của các cái nghiên cứu người ta đã đưa ra thì chúng ta có thể sử dụng Sapolin để mà kích thích cho tôm lột xác. Tuy nhiên rằng là tôi vẫn lưu ý với khán giả là khán giả nên đo lại một số các chỉ tiêu như là pH, nhiệt độ, oxy thì phải đo hàng ngày rồi. Thế ngoài ra chúng ta còn đo độ kiềm để xem là cái lượng khoáng ở trong nước có đảm bảo hay không. Kiềm thì ở thường thì nó sẽ dao động từ 80 đến 120mg trên lít, thậm chí là đến cái giữa chu kỳ nuôi hoặc cuối chu kỳ nuôi thì độ kiềm nó cũng phải tăng lên để đảm bảo cái nhu cầu khoáng vi lượng cho tôm lột vỏ. Cái lột vỏ, tôm lột vỏ nó cũng có một cái việc mà có một cách làm rất dễ dàng là chúng ta nên bổ sung thêm khoáng nước vào môi trường nước và bổ sung thêm khoáng bột vào thức ăn cho tôm. Và thông thường thì người ta cho trộn khoáng vào thức ăn cho tôm và cho ăn vào buổi chiều thì nó đạt cái hiệu quả rất là cao để mà tôm có thể kích thích cho tôm lột vỏ. Đấy là một cái mà cái giải pháp mà chúng ta làm an toàn mà chúng ta không cần đến phải sử dụng cái hóa chất như là Sapolin để chúng ta đưa xuống. Thế ngoài ra thì người ta cũng có thể là ngoài cái Sapolin này người ta cũng có thể đánh formalin để mà xuống, có thể là cũng sẽ giúp cho kích thích cho tôm lột vỏ. Tuy nhiên là tất cả Sapolin hoặc là formalin thì đều phải chú ý đến cái việc mà chúng ta sử dụng quạt khí, phải tích quạt khí tích cực để mà cung cấp oxy hòa tan cho tôm.